Cái nhìn sâu sắc từ bốn thỏa ước của Don Miguel Ruiz. Khi còn nhỏ, cha mẹ, giáo viên và xã hội nói với chúng ta rằng chúng ta tốt hoặc xấu, đúng hoặc sai. Chúng ta đã quá quen với việc bị đánh giá đến mức chúng ta đã phát triển một tòa án bên trong để đánh giá bản thân mình. Tòa án bên trong này không bị kiểm soát và không bị thách thức nên nó nhận ra lỗi trong mọi việc chúng ta làm và trừng phạt chúng ta nếu chúng ta mắc lỗi. Cứ thế lặp đi lặp lại. Tòa án bên trong khiến chúng ta phải sống một cuộc sống thận trọng và lãng phí năng lượng để theo dõi mọi hành động của chúng ta. Cách thoát khỏi cơn ác mộng này là cam kết thực hiện bốn thỏa ước. Khi bạn cam kết với bốn thỏa ước, bạn đã giải phóng bản thân khỏi sự phán xét liên tục và học cách sống với niềm vui hơn. Thỏa ước số 1, không phạm với lời của bạn. Tội lỗi lớn nhất mà bạn có thể phạm phải, tác giả Don Miguel Ruiz nói, là sự từ chối bản thân. Khi bạn liên tục đánh giá bản thân vì đã phạm sai lầm và nghĩ rằng tôi là một tên khốn nạn hoặc tôi là một tên ngốc, thì bạn đang phạm vào tội lỗi nặng nề, đó là từ chối bỏ bản thân. Khi bạn đồng ý không phạm với lời nói của mình, bạn đồng ý ngừng lặp lại những từ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Đánh mắng bản thân khiến bản thân mất tập trung vào việc thực hiện hành động sửa chữa. Nó giống như làm lại một bài kiểm tra và có ai đó đứng sau bạn nói, bạn biết bạn đã làm sai lần trước, phải không? Tại sao bạn lại làm hỏng? Chỉ đặt ra ý định ngừng sử dụng lời nói để làm hại bản thân và người khác. Sau đó, vào cuối mỗi ngày, hãy suy ngẫm về chất lượng của những lời bạn đã nói với bản thân và những người khác trong ngày. Hãy tưởng tượng mọi lời bạn nói với chính mình và những người khác được phát đến mọi điện thoại trên thế giới để mọi người nghe thấy. Hãy tự hỏi bản thân, lời nói của tôi đã nâng đỡ mọi người hay chúng đã khiến mọi người chán nản? Thỏa thuận số 2, không vơ mọi chuyện vào mình. Khi ai đó xúc phạm bạn, hãy tưởng tượng người đó đầy chất độc và lời nói của họ là chất độc chiếu vào bạn. Nếu bạn nhận lời lăng mạ của họ, bạn sẽ ăn phải chất độc. Nếu bạn ăn phải chất độc của họ, bạn sẽ cảm thấy mình là nạn nhân và khó có thể suy nghĩ thấu đáo. Ngừng cảm giác như một nạn nhân bằng cách nhớ rằng không ai làm những việc gì là do cá nhân riêng với bạn. Ngay cả khi ai đó rút súng và bắn bạn, đó không phải là chuyện cá nhân với bạn. Họ bắn bạn vì những gì họ đang gặp phải, không phải vì bạn là ai. Do đó, hành động của họ là sự phản ánh nỗi đau và sự đau khổ của họ. Thay vì nghĩ, tại sao lại là tôi? Hãy nghĩ, tội nghiệp cho họ. Bạn có thể từ bi và vẫn tìm thấy công lý. Nếu một người bắn bạn, hãy đảm bảo rằng họ sẽ phải vào tù, nhưng làm như vậy vì lợi ích lớn hơn, người này gây nguy hiểm cho bản thân và người khác, và không tìm cách trả thù. Bạn có thể tìm thấy công lý mà không xúc phạm và căm ghét người đã sai trái với bạn. Bằng cách không vơ mọi chuyện vào mình, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình là nạn nhân. Và nếu bạn không bao giờ cảm thấy mình là nạn nhân, bạn sẽ không bao giờ đặt mình vào tình trạng dễ bị tổn thương, nơi mà tòa án bên trong có thể phát triển mạnh và khiến bạn thất vọng. Thỏa thuận số 3, không đưa ra giả định. Nếu bạn thường xuyên đưa ra các giả định, bạn sẽ gặp vô số xung đột giữa các cá nhân. Khi tôi có một người bạn cùng phòng sau đại học, tôi cho rằng việc để bát đĩa trong bồn rửa là ổn. Nhưng bạn tôi cho rằng tôi là sai. Nên xảy ra xung đột. Nếu tôi làm rõ các quy tắc trong nhà, tôi có thể tránh được xung đột với bạn cùng phòng của mình. Khi bạn giả định và sai, tòa án bên trong có lý do để khiển trách bạn. Giữ im lặng cho tòa án bên trong bằng cách không bao giờ đưa ra giả định. Khi bạn có một chút nghi ngờ, hãy làm rõ. Thỏa thuận số 4, luôn làm hết sức mình. Nếu bạn đã làm hết sức mình và quan tòa bên trong cố gắng phán xét bạn theo sách luật của bạn, bạn đã có câu trả lời, tôi đã làm hết sức mình. Don Miguel Ruiz.
Hãy nghĩ về những lần bạn bước ra khỏi một buổi diễn thuyết, không biết bạn thắng hay thua, nhưng trong sâu thẳm, bạn đã cố gắng hết sức mình. Hãy nhớ lại sự yên bình mà bạn đã cảm nhận. Ngay cả sau khi bạn không đạt được phần thưởng như mong đợi, công việc, danh hiệu, bạn vẫn cảm thấy không có lý do gì để đánh giá bản thân. Cố gắng hết sức bằng cách tập trung hoàn toàn vào một hoạt động và không cố gắng quá sức. Nhiều người tin rằng để làm hết sức mình, họ cần phải nỗ lực hết mình. Nhưng nếu bạn thúc ép bản thân quá mức, bạn sẽ giết chết niềm vui bạn đang có đối với một hoạt động và khiến bản thân kiệt sức. Điều này sẽ làm tăng thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu. Bạn hãy làm tốt nhất bằng cách cố gắng hết sức để tận hưởng quá trình làm việc. Quên mất những gì bạn có để đạt được hoặc mất đi và chỉ tập trung vào việc trở nên tốt hơn. Nếu bạn không duy trì bất kỳ thỏa ước nào trong 4 thỏa ước, không sao cả. Hãy tha thứ cho bản thân và bắt đầu lại. Mỗi ngày là một cơ hội mới để tôn vinh 4 thỏa ước. Dần dần 4 thỏa ước sẽ trở thành bản chất và bạn sẽ thấy mình trên con đường dẫn đến tự do cá nhân.